Chào các bạn, sau đây mình giới thiệu với các bạn những sản phẩm mà mình dùng ở thời gian gần đây và mình thấy tóc mình bóng, khỏe, không rụng, khi gội không rụng, không ngứa, không gầu, tóc tóc con mọc nhiều. Thì các bạn đừng hiểu lầm là chỉ có mỗi gội đầu thì tóc sẽ đẹp nhé, mà chúng ta phải kết hợp rất nhiều yếu tố thì chúng ta mới có một mái tóc khỏe từ bên trong và đẹp ở bên ngoài. Thì sau đây là các sản phẩm mà mình hay sử dụng. Thì các bạn có thể tham khảo. Sản phẩm thứ nhất mà mình sau rất nhiều lần cải tiến thì mình đã tìm được ra công thức nấu nước gội đầu mà không cần dùng đến dầu gội, bao gồm bồ kết, bồ hòn, vỏ bưởi tươi, cỏ mần trầu tươi. Và chúng ta nấu theo công thức nấu để giữ nguyên được tinh dầu và dưỡng chất ở trong các sản phẩm trên, chứ chúng ta không cô đặc. Sản phẩm tiếp theo mình hay sử dụng đấy là viên uống biotin có giá là 620.000, và mình mua ở một shop rất là uy tín ở Hà Nội. Sản phẩm tiếp theo đấy chính là dầu dưỡng tóc, loại này mình mua là 330.000. Ở shop mình thấy hiện là còn độ khoảng 6 loại chai như này nữa. Khi dùng chúng ta sau khi gội xong chúng ta bôi lên để dưỡng tóc ấy, tóc không bị bết, rất là trơn mượt và mình rất là thích sản phẩm này. Kể cả dùng dầu Maroc mình cũng không thích bằng. Sản phẩm tiếp theo luôn phải có trong nhà chúng ta đấy chính là dầu ô liu. Các bạn mua một chai to như này thì độ khoảng 200.000. Chúng ta dùng được rất là lâu và để chúng ta dưỡng tóc. Ngoài ra là chúng ta dùng đến giấm táo cũng là một sản phẩm hỗ trợ tóc bóng khỏe và sạch. Tiếp theo mình hợp với công thức ủ chuối nên là mình tuần một lần mình hay ủ với công thức ủ chuối hoặc là ủ nước gạo. Và mình phải có thêm nữa là chiếc lược gỡ rối. Trước khi chúng ta chải đầu chúng ta phải có một cái lược để gỡ rối tóc. Chiếc lược tiếp theo mình có đấy chính là lược massage da đầu. Khi chúng ta chải là chúng ta chải vào da đầu để cho da đầu được lưu thông máu và kích thích cho các cái chân tóc, nang tóc được phát triển. Chúng ta nhớ là mua lược phải giữ được các đầu tròn như này nhé. Và chiếc lược này là mình mua là độ khoảng 130.000, nhưng mà dùng rất là lâu và không bị mất đầu tròn. Sản phẩm tiếp theo mà chúng ta phải có ở trong nhà đấy chính là cái đai giữ buộc tóc để khi chúng ta rửa mặt hay là chúng ta ủ tóc ấy. Tiếp theo là các bạn phải có mũ chụp để chúng ta ủ tóc với các loại ủ thiên nhiên như chuối, bơ, dầu ô liu, trứng gà, bia, nước gạo. Thì chúng ta phải có mũ chụp để chúng ta ủ và chúng ta nên ủ tóc tuần một lần. Mỗi người hợp với một loại công thức ủ khác nhau thì các bạn phải tham khảo nhiều công thức. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn các công thức ủ tóc sau. Đấy, mình hợp nhất với ủ chuối và chúng ta ủ để chúng ta ỏm tóc như này. Đấy, thì các bạn đây là các sản phẩm mà hầu như lúc nào mình cũng phải có để sử dụng và mình luôn tuân thủ là một tuần ủ tóc với công thức ủ thiên nhiên một một lần và tóc cách ngày gội một lần. Và khi gội thì chúng ta dùng cái các cái đầu ngón tay chúng ta miết ra đầu và massage ra đầu và mình chỉ gội với nước lạnh và sấy đầu sấy tóc với quạt mát. Nếu mình không dùng nhiệt, chúng ta tránh nhiệt ra vì nhiệt gây khô tóc và gây trẻ ngọn và gây vàng tóc. Nếu chúng ta muốn giữ một mái tóc đen thì chúng ta phải tránh nhiệt, tránh sấy nóng, tránh gội nóng và tránh